Kia với chiến dịch chiếm Mi 2 năm Liên Xô, phần 1, xe tăng bay Mi 24/25 khiến phương Tây bất an. Kính thưa quý khán thính giả yêu mến, sự xuất hiện của trực thăng vũ trang Mi 24 biệt danh xe tăng bay của Liên Xô khiến cho giới quân sự phương Tây vừa thán phục vừa lo lắng. Bởi ngoài việc sử dụng trong biên chế, Moscow còn xuất khẩu dòng trực thăng cực mạnh này với định danh Mi 2 năm. Theo WATM, Tactical Network, Military Today vào thập niên 1980, lúc này tiềm lực quân sự và kinh tế Liên Xô vẫn hùng mạnh, vì thế Moscow tiếp tục duy trì các mối quan hệ ảnh hưởng với rất nhiều quốc gia châu Á và châu Phi. Ngoài mục đích ngoại giao với các nước châu Phi thì Liên Xô còn nhân đây để giới thiệu và bán vũ khí, trang thiết bị quân sự để làm đối trọng với phương Tây. Một trong số các quốc gia châu Phi có mối quan hệ thân thiện với Liên Xô, lúc này là Libya. Nước này đã chọn mua hàng loạt sản phẩm vũ khí từ Liên Xô, gồm cả các máy bay chiến đấu MiG, Sukhoi và cả trực thăng vũ trang. Thời điểm đó, Liên Xô cũng đang trong tiến trình chào bán Mi 2 năm, NATO định danh là 2D. Đây là phiên bản xuất khẩu của trực thăng tấn công hạng nặng Mi 24. Trong thời chiến tranh lạnh, Mi 24 và bản xuất khẩu Mi 2 năm biệt danh xe tăng bay là mẫu trực thăng độc nhất vô nhị trên thế giới. Dòng trực thăng tấn công áp dụng thiết kế hoàn toàn mới, chúng được trang bị nhiều vũ khí uy lực để thực hiện vai trò tấn công, yểm trợ lực lượng mặt đất, bên cạnh khả năng chở quân của trực thăng vận tải. Dòng trực thăng Mi 24 từng nổi tiếng tại chiến trường Afghanistan khi Liên Xô đổ quân vào nước này, trong cuộc chiến tranh năm 1979 đến 1989. Mi 24 được tập đoàn quân sự Mil Moscow nghiên cứu và phát triển từ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ 20. Và đưa vào sử dụng trong quân đội Xô Viết năm 1972. Loại trực thăng biệt danh xe tăng bay này được sản xuất với khá nhiều biến thể, bao gồm Mi-24A BMBM tù. Biến thể 24A có buồng lái với các mặt cắt, tuy vậy nó vẫn bố trí ghế bay thẳng hàng với phi công ngồi trước và hoa tiêu phía sau. Sau này các biến thể Mi-24DBBKBNVS, Mi-25, Mi-35-35M-35B có buồng lái hình giọt nước cho tầm quan sát tốt hơn. Kể từ khi được đưa vào hoạt động cho tới tận ngày nay, Mi-24 tham gia rất nhiều cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông, Châu Phi và tạo tiếng vang lớn. Trực thăng tấn công hạng nặng Mi-24 của không quân Liên Xô đã làm phiến binh Mujahideen tại Afghanistan phải kinh hoàng. Thậm chí có một lãnh đạo lực lượng này còn nói: chúng tôi không sợ người Xô Viết, chúng tôi chỉ sợ những chiếc trực thăng Mi-24 của họ. Trực thăng chiến đấu Mi-24 được thiết kế để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên mặt đất, xe tăng, bộ binh, công sự phòng ngự kiên cố. Tuy nhiên, thi thoảng, Mi-24 cũng có khả năng bắn hạ được máy bay trực thăng của đối phương bằng pháo và rocket thay vì tên lửa của mình. Cuộc chiến tranh Iran-Iraq đã từng ghi nhận, Mi-24 Iraq bắn hạ nhiều trực thăng AH-1J và UH-1 của Iran bằng súng máy AR-Kilobit và rocket. Đây là một thành tích hiếm có trực thăng chiến đấu nào trên thế giới đạt được. Mi-24 cũng được xem là loại trực thăng chiến đấu độc đáo nhất thế giới với khả năng chở quân. Chúng có khả năng chở được 8 lính có vũ trang hoặc 4 cán cứu thương, hay 2,4 tấn hàng hóa. Về khả năng chiến đấu, trực thăng chiến đấu Mi-24 trang bị hỏa lực súng máy hoặc pháo, đặt ở đầu mũi. Súng máy AR-Kilobit 12,7mm được trang bị trên những chiếc Mi-24D thế hệ đầu. Từ thế hệ 2 trở đi, series Mi-24V, Mi-24B, Mi-35 thường lắp pháo 23-30mm cố định. Mỗi chiếc trực thăng Mi-24 có khả năng mang theo tối đa 4 ống phóng rocket loại S-5 hoặc S-8. Bên cạnh việc trang bị rocket, Mi-24 còn có thể mang theo các loại tên lửa chống tăng để tấn công xe tăng hoặc lô cốt địch. Ngoài ra, trực thăng Mi-24 còn có thể tấn công đối phương bằng bom thông thường không có điều khiển. Trực thăng Mi-24 có chiều dài 17,5m, đường kính rotor 17,3m, chiều cao 6,5m, trọng lượng cất cánh tối đa 12.000 kg. Máy bay được trang bị hai động cơ Isotope TV-3117 có công suất 2.200 mã lực mỗi chiếc. Với hai động cơ cực khỏe này giúp cho trực thăng đạt vận tốc cực đại 335 km/h, tầm bay 450 km, trần bay 4.500m. Mi-24/25 là một trong số dòng vũ khí Liên Xô được phương Tây quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, các kế hoạch để tiếp cận loại trực thăng vũ trang này đều thất bại còn tiếp.